Nhà phân tích chính trị Thổ Nhĩ Kỳ Saner cho rằng những tuyên bố của Tổng thống Nga Putin về gian đe hạt nhân có nghĩa là nhà lãnh đạo Nga đang sử dụng lợi thế của mình trước phương Tây vào đúng nơi và đúng lúc. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ông Putin sẽ chơi bài tẩy trước mặt phương Tây vào đúng thời điểm Ngậm ngùi rút khỏi pháo đài chiến lược, tình thế của Ukraine ngày càng ảm đạm. Cái giá mà Ukraine phải trả khi đưa các xe tăng tốt nhất vào mặt trận cất Thư ký báo chí của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các chính trị gia nhạy cảm ở phương Tây trước đây đã coi trọng các tuyên bố của ông Putin về răn đe hạt nhân. Ông nói thêm rằng, Nga tiến hành dựa trên tiền đề rằng một hoạt động quân sự đặc biệt phải kết thúc bằng việc đạt được các mục tiêu của mình. Tổng thống Nga Putin tuân thủ chính sách rất bình tĩnh, khôn ngoan trước những hành động khiêu khích của phương Tây. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, Nga đã có những bước đi rất hợp lý và sẽ tiếp tục với tốc độ như vậy. Hãy chú ý đến thông tin mới nhất của Putin về học thuyết hạt nhân của Nga. Điều này có nghĩa là ông Putin sẽ chơi con át chủ bài của mình đúng nơi và đúng thời điểm khi các điều kiện đang nằm trong tay Moscow, chuyên gia Sanner nói. Theo ông, phía Nga phản ứng chu đáo và khôn ngoan trước những hành động hấp tấp của phương Tây, bằng chứng là quân đội Nga chiếm ưu thế rõ ràng trên tiền tuyến. Đặc biệt, chuyên gia này kêu gọi sự chú ý đến sự thất bại của cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kurs. Nhà phân tích cho biết, Moscow đang đáp trả những trò hề của phương Tây trên chiến trường. Hãy nhìn những gì đang xảy ra ở khu vực Kurs. Cuộc tấn công của Ukraine đã dừng lại. Quân đội Nga đang tiến về mọi hướng trên mặt trận. Tổng thống Nga Putin trước đó nói rằng Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị xâm lược, kể cả nếu kẻ thù sử dụng vũ khí thông thường gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền. Ngoài ra, theo ông, Liên bang Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có hành động xâm lược Belarus. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công với mục đích chiếm giữ lãnh thổ ở khu vực Kursk bước tiến của họ đã bị chặn lại. Ông nhấn mạnh rằng hoạt động ở khu vực Kursk sẽ kết thúc với việc đánh bại kẻ thù và tiếp cận biên giới quốc gia. Như Bộ Quốc phòng Nga đưa tin vào ngày 2 tháng 10, trong cuộc giao tranh ở hướng Kursk, phía Ukraine đã mất hơn 19,5 nghìn quân nhân và 135 xe tăng. Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng chế độ Kiev đã thực hiện một hành động khiêu khích và đang bắn bừa bãi, kể cả vào các mục tiêu dân sự, Ông Putin cho rằng kẻ thù sẽ nhận được sự đáp trả xứng đáng, mọi mục tiêu mà Nga đặt ra sẽ đạt được. Ở Kursk, cũng như các vùng Belgorod và Borean, chế độ chống khủng bố đã được áp dụng để đảm bảo an toàn cho người dân. Ukraine cho biết lực lượng của họ đã rút khỏi thị trấn Uleda ở phía đông, một pháo đài phòng thủ từng được sử dụng để chống lại các cuộc tấn công của Nga kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Bộ Chỉ huy quân sự tại Kiev cho biết quân đội đã rời đi vào cuối ngày 1 tháng 10. Theo bộ này, các lực lượng của Ukraine rút lui để bảo toàn nhân sự và trang thiết bị chiến đấu, giữa lúc các đơn vị của Nga tấn công từ ba hướng và gần như bao vây thành phố. Sự sụp đổ của Ulida là một cú hích cho điện Kremlin và diễn ra trong khi quân đội Nga đang tiến công ở vùng Donetsk thuộc phía đông. Vào tháng 2 năm 2024, Moscow đã chiếm được thành phố Adika bên ngoài thủ phủ của khu vực này. Kể từ đó, cuộc tiến công của Nga đã chiếm được nhiều thị trấn và làng mạc, đồng thời tiến gần Poros, một trung tâm hậu gần cách Oleda 80 km. Chuyên gia quốc phòng cho rằng, tiếp theo Ukraine có thể phải rút lui khỏi các khu đô thị đang chịu áp lực, bao gồm Torres và Selidovi. Các kênh Telegram của Nga đã công bố video về những binh lính chiến thắng vẫy cờ Nga trên những tòa nhà đổ nát ở Uleda. Trong một đoạn video có cảnh bốn người lính đứng trong một căn hộ cao tầng bị phá hủy và cắm cờ bên ngoài, Mọi thứ sẽ thuộc về Nga, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta, một sĩ quan tuyên bố. Lữ đoàn cơ giới 72 của Ukraine đã bảo vệ Uleda trong hơn 2 năm. Vào hôm mùng 1 tháng 10, họ cho biết quân đội Nga đã chịu nhiều tổn thất do giao tranh kéo dài khi cố gắng tấn công thị trấn này. Trong nỗ lực giành quyền kiểm soát thị trấn bằng mọi giá, đối phương đã chỉ đạo quân dự bị thực hiện các cuộc tấn công thọc sườn nhằm làm kiệt sức khả năng phòng thủ của các đơn vị chúng tôi, Lữ đoàn 72 giải thích. Nga tuyên bố đã tiêu diệt được một số lượng lớn binh sĩ Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, việc Ukraine thất thủ sẽ không làm thay đổi cơ bản các hoạt động tấn công vì đây không phải là nút hậu cần đặc biệt quan trọng. Viện này cho biết các lực lượng của Nga đã kiểm soát các tuyến đường tiếp cận xung quanh. Hiện nay, họ phải điều động binh sĩ qua địa hình chống chảy để liên kết với các đơn vị xa hơn về phía Bắc. Tuy nhiên, bức tranh chung của Ukraine rất ảm đạm. Nga đang tiến vào miền đông Ukraine với tốc độ nhanh nhất trong hai năm qua một cuộc đột kích của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga đã được phát động vào tháng 8 để giảm bớt áp lực cho các binh sĩ trên tiền tuyến đã chiến đấu đến kiệt sức. Điều này khiến Moscow phải điều động một số đơn vị của mình, nhưng những đơn vị này chủ yếu đến từ các khu vực khác trên chiến trường ở phía Nam và phía Đông Bắc. Tổng thống Putin cho biết mục tiêu chính trị của Nga là chiếm toàn bộ khu vực Donbass ở phía Đông Nam Ukraine. Vào tháng 9 năm 2022, ông tuyên bố đã sát nhập 4 khu vực ở Ukraine, trong đó có Donetsk và Lugansk. Moscow đã kiểm soát 1 phần 5 diện tích Ukraine nói chung, bao gồm khoảng 80% Donbass. Cuộc xung đột chủ yếu là các cuộc tấn công bằng pháo và UAV dọc theo một mặt trận được củng cố nghiêm ngặt trải dài gần 1.000 km và có sự tham gia của hàng trăm nghìn binh lính. Nga tăng cường sử dụng chiến thuật gọng kìm để bẫy và sau đó siết chặt các thành trì của Ukraine. Phát biểu hồi tháng 9, Tổng thống Zelensky thừa nhận tình hình ở phía đông cực kỳ khó khăn. Ông cho biết Nga đã sử dụng bom dẫn đường thả từ trên không để phá hủy mọi thứ. Họ tấn công bằng pháo binh và sau đó đưa bộ binh vào chiếm giữ các vị trí của Ukraine, Tổng thống Zelensky nói. Nhà lãnh đạo Ukraine nhiều lần lập luận rằng Kiev cần vũ khí tầm xa để đối phó với sức mạnh không quân vượt trội của Điện Kremlin. Tuy nhiên cho đến nay, ông vẫn chưa thể thuyết phục tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép sử dụng các loại vũ khí do Washington cung cấp như ATACMS để phá hủy các sân bay và các mục tiêu quân sự khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Trong chuyến thăm Washington và New York tuần trước, bao gồm cuộc gặp với ông Biden, Phó tổng thống Kamala Harris và cựu tổng thống Donald Trump, ông Zelensky một lần nữa kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hạn chế, nhưng cho đến nay, nhà trắng vẫn chưa thể vượt qua mối lo ngại về khả năng leo thang hạt nhân với Nga. Tại Mỹ, ông Zelensky đã phát thảo tầm nhìn của mình về một nền hòa bình công bằng. Kế hoạch chấm dứt xung đột của ông bao gồm sự hỗ trợ kinh tế từ phương Tây và tăng cường viện trợ quân sự. Một nội dung khác dường như liên quan đến việc trao đổi lãnh thổ do Ukraine kiểm soát bên trong tỉnh Kursk của Nga để đổi lấy các khu vực Nga kiểm soát ở Ukraine. Sau khi giành được Uleda, các blogger quân sự Nga cho biết Moscow có thể sẽ tiến tới Velika Novosinka, cách đó hơn 30 km về phía tây ở tỉnh Japorizhia lần cận. Odeda nằm gần tuyến đường sắt tới Crimea. Các lực lượng Nga hiện kiểm soát 98,5% khu vực Lugan và 60% Donetsk. Việc các chỉ huy của Ukraine sẵn sàng mạo hiểm với những chiếc xe tăng giá trị như STRV-122 và Leopard 2A6 ở Kursk đã cho thấy tầm quan trọng mà họ đặt ra đối với các cuộc tấn công vào vùng lãnh thổ này của Nga. Vào ngày 6 tháng 8, một lực lượng hùng mạnh của Ukraine gồm khoảng 10 tiểu đoàn 400 người từ 8 lữ đoàn khác nhau đã tiến hành đột kích vào tỉnh Kursk của Nga, nhanh chóng chiếm được hơn 1.000 km vuông tại khu vực này. Đây là một động thái mạo hiểm của Kiev. Khi dành những đơn vị được trang bị tốt cuối cùng của mình trong một cuộc tấn công xuyên biên giới, họ đã tước đi sự tiếp viện quan trọng của các đơn vị dọc tuyến đầu ở miền Đông và miền Nam Ukraine một sự lựa chọn trực tiếp dẫn đến việc Ukraine mất một số ngôi làng và thị trấn quan trọng vào trong tay quân đội Nga. Đáng chú ý nhất là trong số những tổn thất này là thị trấn phía đông Ulyda, nơi lữ đoàn cơ giới 72 của Ukraine đã chống trả Nga suốt 2 năm. Lữ đoàn bị áp đảo về hỏa lực này cuối cùng đã phải rút lui trong bối cảnh bị pháo kích dữ dội vào tuần này. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã gạt bỏ những tổn thất đó, không những tiếp tục mà còn tăng cường chiến dịch ở Kursk, Mở đợt tấn công thứ hai, các khu vực chính nhô ra ở Cus 32 km về phía Tây vào ngày 12 tháng 9. Tại đây, xung quanh ngôi làng Veseloy của Nga, lữ đoàn cơ giới 21 và tiểu đoàn tấn công 225 của quân đội Ukraine cùng các đơn vị hỗ trợ đã chiến đấu trong một cuộc giao tranh cơ động với quân đồn trú Nga tại địa phương, di chuyển qua các cánh đồng và hàng cây để tìm cũng như khai thác các khoảng trống phòng thủ của Nga nhằm mục đích tiến về phía đông và cuối cùng hợp nhất với lực lượng ở đây để bao vây bất kỳ binh lính Nga nào còn lại ở giữa Veseloy và khu vực biên giới. Đây là một cuộc giao tranh khó khăn và hỗn loạn với lữ đoàn cơ giới 21 và tiểu đoàn tấn công 225. Những đơn vị đã được phát hiện ở Kursk với các phương tiện chiến đấu CV-90 và xe tăng STRV-122 do Thụy Điển sản xuất hoặc Leopard 2A6 do Đức sản xuất. Đây là một số phương tiện tốt nhất trong kho vũ khí của Ukraine. Mỗi chiếc STRV-122 và Leopard 2A6 đều vô cùng quý giá, Ukraine chỉ nhận được 10 chiếc STRV-122 từ Thụy Điển và 21 chiếc Leopard 2A6 từ Đức và Bồ Đào Nha. Tất cả đều vào năm 2023. Mùa xuân năm nay, khoảng 20 chiếc còn lại trong số 31 xe tăng đều thuộc về lữ đoàn cơ giới 21. Việc các chỉ huy của Ukraine sẵn sàng mạo hiểm với những thiết bị hiện đại và đắt tiền này cho thấy tầm quan trọng mà họ đặt ra đối với cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga. Nỗ lực đó đang khiến Ukraine mất đi những thị trấn dễ bị tổn thương và những phương tiện không thể thay thế. Cho đến nay, đó là cái giá mà họ sẵn sàng trả với hy vọng giữ được một phần nhỏ lãnh thổ Nga. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!